tôi sẽ tiến về lều thánh cao xa. Trích bài giảng của Thánh Geronimo Linh Mục giải thích Thánh vị 41 cho tân giật thân tòng. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Vậy như nai kia khát mong tới suối nước thế nào, thì nai của chúng ta, tức các tân tòng, sau khi rời khỏi Ai Cập và thế gian, đã dìm chết Pharaoh trong biển và đã tiêu diệt cả đạo quân của ông trong phép rửa. Nghĩa là sau khi đã giết chết tên quỷ rồi, cũng khát mong tới các mạch nước của hội thánh là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như vậy. Chúa Cha được ví như suối nước, vì có lời viết trong sách ngôn sứ Jeremia rằng: chúng đã bỏ ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước. Còn về Chúa Con thì chúng ta đọc thấy ở một chỗ khác câu này: chúng chê bỏ nguồn mạch sự khôn ngoan. Cuối cùng về Chúa Thánh Thần, liền có lời trình bày sau đây: ai uống nước tôi cho thì nơi người ấy sẽ vọt lên mạch nước đem lại sự sống đời đời. Thánh Gioan giải thích, đó là lời của Chúa Cứu Thế nói về Chúa Thánh Thần. Các bản văn trên đã chứng minh hết sức rõ ràng, ba nguồn suối của Hội Thánh là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là những nguồn suối mà linh hồn người tín hữu khát khao, đó là những nguồn suối mà linh hồn người tân tòng mong ước khi nói: linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Thật vậy, không phải linh hồn chỉ muốn thấy Chúa một cách hời hợt, nhưng còn ước ao mãnh liệt và bừng cháy lửa khát khao. Trước khi chịu phép rửa, các dự tòng thường trao đổi với nhau và nói: bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan? Điều họ cầu xin nay đã được thực hiện. Họ đã đến và đứng trước nhan Thiên Chúa, đã ra trước bàn thờ, trước bầu nhiệm của Đấng Cứu Thế. Sau khi được rước mình thành Chúa và được tái sinh trong mạch nước ban sự sống, họ mạnh dạn nói với nhau: tôi sẽ tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa. Nhà Thiên Chúa là hội thánh, nghĩa là lều thánh cao sang, vì ở đó rộn rã tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Vậy giờ đây, sau khi anh em đã mặc lấy Đức Kitô và đi theo sự hướng dẫn của chúng tôi như cá theo mồi, anh em hãy để cho lời Chúa nâng anh em lên khỏi vực thẳm thế gian này và hãy nói: nơi chúng tôi, bản chất của sự vật đã thay đổi rồi. Cá bị kéo ra khỏi biển thì cá chết, nhưng các tông đồ đã bắt chúng tôi như bắt cá và đã kéo chúng tôi ra khỏi thế gian này để đưa chúng tôi từ cõi chết sang cõi sống. Bao lâu chúng tôi còn ở trong thế gian thì mắt chúng tôi như mất hút trong vực thẳm và đời sống chúng tôi còn lây lất trong bùn nhơ. Nhưng sau khi được thoát khỏi những đợt sóng, chúng tôi mới nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy ánh sáng thật. Và vì quá vui nên chúng tôi ngất ngây tự nhủ: hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi.